Theo Tổng cục Hải quan, với quy mô kim ngạch đạt bình quân hơn 61 tỷ đô la Mỹ một tháng, dự kiến trung tuần tháng 12, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt mốc mới 700 tỷ đô la Mỹ và cả năm ước đạt hơn 730 tỷ đô la Mỹ, con số cao nhất từ trước đến nay trong hoạt động thương mại của Việt Nam. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang các thị trường quan trọng trong năm nay đều duy trì tăng trưởng hai con số. Đặc biệt, lần đầu tiên xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ đạt 101 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 30% kim ngạch xuất khẩu cả nước, trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất của Việt Nam.